súng đẹp quá. Lắc nhổ súng một số. Lúc mẹ em nhổ nhảy gì tâm thì trả lời nhổ. Giờ này là dừa xiêm đỏ. Nó bị gì? Nó nứt trái. Nó rụng xuống vậy hả? Ừ. Nhìn vậy mà nó bị nứt hết trơn ha. Rồi gãy cổ luôn. Keo vừa lên cho nó không bị gãy cổ luôn hả trời. Ừ, keo vậy nó không bị gãy rồi. Nó quá trời, quá trời đất trái. Này là dừa xiêm xanh phải không? Dừa xiêm xanh. Ồ, trái ghê chưa? Mê thiệt. Đẹp ghê chưa? Tươi, nhìn tươi dễ sợ. Nguyên một cái ao súng. Ồ, đẹp ghê chưa cái này rồi. Trồng ấy là ngon lắm á. Để quay. Súng đẹp quá. Lắc nhổ súng chưa? Hả?
Ừ thì cái nào ấy hái đi chứ để cây nó không lớn. Kiểm tra mít nữa. Ừ, có dính không? Có dính không? Nó có dính vô trong không? Nó ấy cho nó xa ra. Ồ. Mẹ, hồi nãy không có đem cây theo. Giật mấy cây mít ở trên cành quá. Cây gì? Hai ba trái không? Cây bưởi da xanh. Bưởi này là bưởi Tết. Vừa sai trái quá. Mê chưa? Mê chưa? Cái này á, là để nó ở chưa, chắc này tới đám cưới rồi hái nó rồi. Trái luôn lên xem. Buồn chắc cỡ mười mấy trái. Mười mấy trái không hả? Không ok đâu. Mê dữ sợ nó xà nó chỏi. Năm sáu cây chỏi luôn. Đây là buồn mấy buồn này. Cây nào cây nấy cũng đều đều gì mê quá rồi. Ôi ừ, dưa rồi mê chưa. Cây dưới này nữa. Dài xuống lưới 3, 2, 3 cây dưới mà nó rụng không nó là cái mít nè, đưa cái mít này nè. Nó mít bự quá. Nhưng mà giờ sao kiểm tra được? Thằng bỏ thì không, ở đây nó bay mùi phớt phớt là nó thơm hả? Chưa đâu. Dừa. Dạ cũng cây nào cũng như mấy, thấy mười mấy trái không? Đặt buồn nó đặt hết trơn, mê ha. Dài tới dưới. Dữ luôn. Dừa thấp thấp không khỏe. Rụng. Rụng cũng lợp đất lắm. Cây này quá trời. Mê. Quá đã. Cây này trái cũng nhiều nhưng mà nó ít hơn. Này toàn là dừa sim không á cha. Súng đẹp quá. Ở đây vừa có gà gái vừa có chim hót nữa. Hái để sơ rùa cũng mệt. Cây này nữa nè. Quá trời. Vừa tàu rồi vừa trái nữa. Bẹ quá bà. Hả? Ủa chị hai cũng vậy nữa hả? Bốn con như vậy nè, nó cũng y kiểu vậy luôn. Mít rồi nó cũng là trồng y vậy luôn. Nó ngon nha. Sung hơn á. Là vườn rau tay tượng khổng lồ.
Giao tao tưởng bự ghê thật chứ. Ghê chứ. Ồ, cọng nào cũng mấy chà bá luôn. Mở bông đẹp ghê chưa. Chưa đâu. Ồ, cá màu đỏ, cá dưa hồng á. Hay không? Con này ký gửi 2 ký hết rồi hả? Mấy không đó. Mê nha. Ồ, cá dưa hồng kìa. Lượn lạng lên dưới. Chưa quýnh hơi nãy giờ nó ở trước không? Chưa có quýnh hơi lại. Nó bắt đầu giờ nó lên nè. Đánh kia nó lú đầu lại nè. Nó mê hen. Cá giấy đó, giấy đó mà. Rồi. Nuôi đặt cái đó ra. Tài tượng với cái dồ. Mà tài tượng con nào nó bự bự không, con này chiên sâu rồi mê. Cái này là cái chiên sâu không? Thải xuống nhiều hết nhiều. Một bao rồi thải cũng đứt hai cái sách mà thôi là cho muốn đâu mà nó luộc lát không còn biết. Đây này bao rau muống thải xíu, bao bèo thải xuống xíu. Thải dài hộp. Dắt sáng nhặt lên ha, khúc luôn. Giờ cái vô nãy giờ cá là tưởng không, cái vô đấu lợi đó. Này cái vô không thấy. Vớt xuống hộp nào lụm hết hộp đó. Ghê thật chứ. Thôi. Hết rồi. Trời ơi, nó mở lên cái đầu vậy đó. Bự bự không? Cục này, cái này nè. Đó. Bự không em? Cái đó là đi gửi cho lên không? Cục. Này. Con này lên là đầy dĩa hết. Dày nóng ngon thì được, tính có tiền thả thêm nữa, mua cái loại cá mà nó không bớt ấy, nó bớt mắm. Sáng miền Tây sao không ăn được. Rồi, ê, em gửi chưa?
rất là ngon. Thôi em chiên luôn đi. Ôi chị nó lút cái hai đầu rồi. Thì cái này là do cô Tám hồi nãy không có cuốn nè. Cuốn đầu thì tự nhiên xếp như vậy nè. Thôi người ta thấy cho nó bắt đầu là chứ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, phải có bắt đầu vậy đó. Cái này là cô Tám. Đúng rồi, bắt đầu là chi chứ. Giờ xếp. Kể đi. Chi sâu. À cái là phi hàm muối thôi. Dạ, muối luôn. Ngóc chiên xù đem đi cũng được. Chiên xù cuốn luôn. Chiên xù cuốn luôn đi. Một chiều, ít nhất chiều rồi đi con cái khác. Cái giò hả? Là nè. Nè, đây thằng phẩm đây. Đây, thằng phẩm. Không biết là hơi đen xíu rồi. Đúng rồi. Để hình đỡ đi rồi đen. Nghe lại. Đây, đây, đây là bánh chả giò nhà làm luôn. Tôi thấy nó ngon không? Hay quá ha, thử ha. Ngon. Đang xỉ mềm. Ngon. Rồi, lượm phút cho con, xuống.